Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, vòng đàm phán trực tiếp mới nhất giữa Nga và Ukraine đã kết thúc sau gần 3 tiếng đồng hồ với nhiều tín hiệu tích cực. Quân đội Nga hôm nay cho biết sẽ giảm mạnh hoạt động quân sự ở phía bắc thủ đô Kiev trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều đề cập những tiến triển của vòng đàm phán mới nhất vừa diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Trọng tâm của các cuộc thảo luận là về đảm bảo an ninh theo yêu cầu của Ukraine. Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medensky cho biết các đề xuất của Ukraine là rõ ràng, đồng thời đề cập khả năng về một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky trong thời gian sớm nhất để chấm dứt thù địch. Hãng tin TASS cũng dẫn lời các quan chức Nga cho biết nước này đang thực hiện hai bước để giảm leo thang xung đột về cả phương diện chính trị và quân sự. Bước đầu tiên là Nga đề xuất xúc tiến một cuộc gặp có thể của các nhà lãnh đạo và bước thứ hai chính là tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin về việc cắt giảm các hoạt động quân sự ở gần thủ đô Kiev nhằm xây dựng lòng tin. Do các cuộc đàm phán về quy chế trung lập và phi hạt nhân hóa của Ukraine, cũng như về những đảm bảo an ninh đang chuyển sang giai đoạn thực tế, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định giảm hoạt động quân sự gần các thành phố Kiev và Chernihiv để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, tạo điều kiện cần thiết cho các cuộc đàm phán tiếp theo và đạt được mục tiêu cuối cùng là một thỏa thuận chấm dứt căng thẳng. Trước đó, tại bàn đàm phán, phía Ukraine đã đề xuất áp dụng quy chế trung lập với một hệ thống đảm bảo an ninh mới. Theo đó, nước này sẽ không gia nhập các liên minh quân sự và không có căn cứ quân sự ở nước ngoài, nhưng yêu cầu các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước châu Âu là những người đảm bảo an ninh. Đồng thời, Ukraine đề xuất tạm thời gác lại vấn đề Crimea trong vòng 15 năm. Phản ứng trước các thông tin về cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, phương Tây dù tỏ ra thận trọng, song cũng khẳng định sẽ theo dõi chặt chẽ những gì đang diễn ra và chờ đợi những hành động thực tế của Nga. Theo Tổng thống Joe Biden, Mỹ và các quốc gia đồng minh sẽ tiếp tục duy trì cách tiếp cận cứng rắn với Nga và hỗ trợ Ukraine tăng cường khả năng tự vệ. Chúng tôi sẽ không đánh giá bất kỳ điều gì cho đến khi thấy hành động của họ. Chúng tôi sẽ xem liệu họ có tuân theo những gì đề xuất hay không. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, tiếp tục cung cấp cho quân đội Ukraine khả năng tự vệ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ những gì đang xảy ra. Dẫu vẫn còn những hoài nghi, song những diễn biến tích cực trên mặt trận ngoại giao đã ngay lập tức giúp đồng rúp phục hồi, giảm leo thang giá dầu và tăng giá cổ phiếu trên thị trường tài chính quốc tế. Trước đó, vào hồi đầu tuần này, các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italia đã nhất trí sự cần thiết phải làm việc cùng nhau để thiết kế lại kiến trúc năng lượng quốc tế và giảm sự phụ thuộc vào Nga. Phái đoàn Nga cũng cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể được diễn ra đồng thời khi một thỏa thuận hòa bình đã sẵn sàng được ký kết bởi Bộ trưởng Ngoại giao hai nước. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này ngày 30 tháng 3 đã thực hiện thành công vụ phóng tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn có thể giảm thời gian phóng, có cấu trúc đơn giản hơn. Chi phí phát triển và sản xuất cũng rẻ hơn so với tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ sớm phóng vệ tinh do thám lên quỹ đạo bằng tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn. Hàn Quốc hiện chưa có vệ tinh trinh sát quân sự của riêng mình, mà thường dựa vào vệ tinh của Mỹ để theo dõi các cơ sở chiến lược của Triều Tiên. Thành công của vụ phóng thử nghiệm này là cột mốc quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh phòng thủ cho lĩnh vực trinh sát và giám sát trên không gian của quân đội Hàn Quốc, đặc biệt là vào thời điểm sau khi Triều Tiên phóng ICBM. Năm 2020, Mỹ đồng ý để Hàn Quốc sử dụng nhiên liệu rắn cho các thiết bị phóng không gian, dỡ bỏ hạn chế mà Mỹ từng áp đặt đối với đồng minh chủ chốt ở châu Á, do lo ngại việc sử dụng công nghệ này có thể dẫn tới cuộc đua vũ trang và tên lửa trong khu vực. Năm 2021, Mỹ dỡ bỏ thêm hạn chế, cho phép Hàn Quốc phát triển các loại tên lửa không giới hạn tầm bắn. Vụ phóng ngày 30 tháng 3 được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM ngày 24 tháng 3. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố bản cập nhật đánh giá về dịch COVID-19. Theo đó, WHO đã nêu ra 3 kịch bản dịch bệnh có thể diễn biến trong năm nay. WHO cho biết kịch bản có khả năng nhất là mức độ nghiêm trọng của COVID-19 sẽ giảm theo thời gian. Ông Tedros thận trọng cho rằng những đợt gia tăng số ca nhiễm và tử vong sẽ xảy ra theo giai đoạn khi miễn dịch suy giảm. Điều này có thể khiến cho việc tiêm bổ sung cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương là cần thiết.
Dựa trên những gì mà chúng tôi đánh giá, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là virus SARS-CoV-2 tiếp tục tiến hóa, nhưng mức độ nghiêm trọng của dịch sẽ giảm xuống theo thời gian, khi khả năng miễn dịch tăng lên nhờ vaccine và lây nhiễm. Ngoài ra, ông Tedros cũng cho biết hai kịch bản còn lại là các biến thể ít nguy hiểm hơn sẽ xuất hiện, và khi đó, các mũi vaccine tăng cường hoặc công thức vaccine mới có thể sẽ không cần thiết, hoặc một biến chủng mới sẽ xuất hiện và khiến khả năng chống lây nhiễm của vaccine giảm xuống nhanh chóng. Theo báo cáo hàng tuần, Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc cho biết số ca nhiễm COVID-19 đã giảm ở khắp mọi nơi, kể cả ở khu vực Tây Thái Bình Dương, nơi đại dịch bùng phát kể từ tháng 12. Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại thì dịch COVID-19 đã có xu hướng giảm nhiệt. Tuy nhiên, nhiều người cho biết điều khiến họ lo lắng là tình trạng dương tính trở lại sau một thời gian ngắn âm tính khi điều trị. Có khi chỉ 1-2 tuần hay là 1 tháng, họ cho rằng mình đã tái nhiễm, tức là nhiễm một chủng khác. Vậy điều này có đúng hay không? Làm thế nào để phân biệt tái dương tính và tái nhiễm? Ngay sau đây là chia sẻ của các chuyên gia. Thực tế, có rất nhiều người bị tái nhiễm chỉ sau một thời gian ngắn khỏi bệnh. Đáng nói, không ít trường hợp tự điều trị khỏi bệnh sau nhiều lần xét nghiệm âm tính, nhưng chỉ vừa hết cách ly đã đi làm trở lại, test nhanh vẫn lên hai vạch. Tình huống khó hiểu này không hề hiếm, khiến nhiều người vô cùng hoang mang, lo lắng. Nghe qua báo đài thôi thì cũng bảo là tầm 3 tháng, 6 tháng nó lại, chứ cái trường hợp mà 1 tháng như mình thì mình cũng chưa nghe bao giờ. Mình rất hoang mang. Trường hợp dương tính quá gần thời gian nhiễm lần trước, liệu có được xem là lần tái nhiễm hay không, vẫn đang được rất nhiều người quan tâm. Các chuyên gia cho biết, khi dương tính lần thứ hai quá gần với dương tính lần thứ nhất, có thể do tình trạng tái dương tính, tức là cơ thể con người vẫn còn tồn tại xác virus. Việc tái nhiễm thường được tính sau 4 đến 6 tuần khi khỏi bệnh. Một người khi mà bị nhiễm chủng Delta thì sau đấy vẫn có thể bị nhiễm lại với chủng Omicron. Thứ hai là có những người miễn dịch rất kém, cho nên người ta khỏi được cái đợt này thì người ta cũng sẽ rất là nhanh chóng mất đi cái miễn dịch ấy, và người ta sẽ có thể tái nhiễm lại trong khoảng thời gian cũng không xa lắm. Các bạn có thể làm test nhanh đã trở về âm tính. Thứ hai nữa là đấy là chỉ về khái niệm về xét nghiệm về vi trùng học. Tuy nhiên thì lúc đó thì cái quá trình bệnh COVID nó vẫn đang diễn ra. Sau khi virus đã nhân bản lên rồi và nó gây tổn thương các cơ quan thì đó nó kéo dài từ thậm chí 2 đến 6 tuần sau tiếp theo. Vì vậy những cái triệu chứng của 2 đến 6 tuần sau nó vẫn là triệu chứng của cái nhiễm COVID đợt đó. Theo các chuyên gia, một người đã nhiễm Delta thì có thể nhiễm tiếp Omicron. Giữa hai chủng này, biểu hiện mắc cũng có sự khác biệt. Cụ thể, với biến chủng Delta, bên cạnh các dấu hiệu như cúm thông thường, bệnh nhân có thể bị mất mùi hoặc mất khứu giác. Nhưng với Omicron, các triệu chứng mất mùi, mất khứu giác sẽ ít gặp hơn và ho rất nhiều. Tuy nhiên, để phân biệt cụ thể nhất, vẫn cần phải thực hiện test phân tích bằng sinh học phân tử. Với các trường hợp tái dương tính, ngoài biểu hiện giống như cúm ban đầu, tình trạng bệnh có thể nặng hơn. Nhìn chung thì ở những cái giai đoạn sau của bệnh thì nếu mà bệnh nhân có triệu chứng thì thường là tăng thêm các triệu chứng. Ví dụ như bệnh nhân ho có đờm, bệnh nhân cảm giác khó thở, tức ngực, bệnh nhân biểu hiện cái thần kinh thực vật, ví dụ như bệnh nhân mất ngủ hay lo lắng, thế rồi các biểu hiện ở ngoài da, tiêu hóa, tim mạch. Hầu hết mọi người đều có suy nghĩ rằng sau khi nhiễm SARS-CoV-2, lượng kháng thể tự nhiên sẽ giúp khi tái nhiễm mức độ bệnh sẽ nhẹ hơn. Tuy nhiên, COVID-19 vẫn luôn tiềm ẩn xác suất diễn biến nặng và càng khó dự báo nguy cơ đối với biến thể Omicron. Đối tượng chúng tôi hay gặp là những người mà suy giảm miễn dịch, những người mà có bệnh lý nền, đặc biệt là những trẻ em mà chưa được tiêm chủng vaccine. Nếu như mà nhiễm cái thời gian càng ngắn thì cái cơ thể của mình, tức là dù cái kháng thể nó rất cao nhưng nó làm cho bệnh nhân rất là mệt mỏi và triệu chứng nặng hơn so với lại các cái triệu chứng của lần nhiễm trước. Theo thống kê, tỷ lệ tái dương tính lên đến 14%, về tái nhiễm thường tỷ lệ dưới 1%. Mặc dù đa phần bệnh nhân tái nhiễm biểu hiện nhẹ hơn lần đầu mắc, song các vấn đề về hậu COVID-19 mới thật sự đáng lo ngại, nhất là đối với các đối tượng suy giảm miễn dịch và trẻ em chưa được tiêm vaccine. Vì vậy, sau khi khỏi COVID-19, người dân tuyệt đối không được chủ quan, thay vào đó cần tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng dịch.